Rồi, hello. Shop Đao Kiếm Phong Thủy xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 9 mẫu kiếm Nhật. Hàng này là mình nói luôn với anh em, nó là hàng phổ thông thôi. Thì anh em không thể nào yêu cầu được nó là chủ yếu thì những cái mẫu này nó chỉ dành cho anh em là trưng bày này, phong thủy này, tự vệ nhé, khi cần thiết dùng. Chứ nó không mang tính chất là nó, anh em phải hiểu là cái giá cả của nó thì bên mình đang bán một bộ một cây này là cây 1 mét, giá chỉ có là 1,3 triệu thôi đấy. Thì anh em không thể yêu cầu nó là chắc chắn là sắc bén được như kiểu là những cái cây trung cấp hay là cao cấp được. Tiền nào thì nó là của đấy, hơn 1 triệu thì nó phải khác với là 2,5 triệu hay là 4-5 triệu cây T10, đúng không anh em? Đó, thì trước khi vào chi tiết nhá, thì anh em đây số điện thoại và Zalo của mình là 0705 835 889. Đó. Và mình sẽ để ở dưới cái phần vào cái Facebook của mình ấy, thì mình sẽ để ở dưới phần link mô tả cho anh em nữa nhé. Ví dụ anh em không có Zalo thì anh em Facebook ở dưới phần mô tả. Đấy, Zalo của mình đây. Anh em ví dụ anh em thích cây nào thì anh em có thể chụp lại ảnh màn hình, hoặc là anh em đọc số cho mình thì mình sẽ gửi cho anh em mẫu cho anh em xem nhé. Đấy, thì để vào chi tiết thì anh em nào đã tin tưởng vào shop mình rồi đấy, thì anh em xem hết video là sẽ biết bên mình mua bán thế nào. Còn anh em nào chưa tin tưởng shop mình nhé, chưa biết shop mình làm ăn như nào, thì tốt nhất anh em lên đăng ký kênh theo dõi xem là cái shop nó làm ăn thế nào, nó mua bán làm sao. Và trước khi anh em mua bán chuyển khoản hay cọc thì mình nói luôn là hàng hóa bên mình mua bán là bên mình có cọc. Ví dụ cây này là 1,3 triệu, anh em mua hàng thì cọc 100.000 phí vận chuyển nhá, hàng đến thanh toán là 1,2 triệu. Chứ thực ra cái cọc ấy là để tôi biết chắc là anh em thiện chí mua hàng đấy, thiện chí mua hàng, thiện chí đặt hàng, có trách nhiệm với đơn hàng. Chứ không phải anh em đặt xong là anh em đặt bằng mồm, xong rồi đến khi hàng đến vui thì lấy, buồn thì không lấy, đến lại đòi kiểm. Mình nói luôn, hàng hóa bên mình là những sản phẩm là hàng cấm, bên mình không cho kiểm nhá, nói luôn đấy. Và đây là Zalo để anh em check, anh em cứ kết bạn Zalo với mình sẽ gọi video cho anh em xem kho hàng của mình đó, ok chưa? Rồi đến lúc đó anh em tin tưởng được thì anh em mình mua, còn không thì anh em xem cho video cho nó vui thôi nhá, không cần phải hỏi và cũng không cần phải kết bạn Zalo làm gì cho nó mất thời gian và mất công đấy, ok chưa anh em? Đấy, rõ ràng quan điểm nhá. Hàng mình sẽ gửi cho anh em qua các chuyển phát GNT này, Viettel này, Bưu điện này, do nhanh do tiết kiệm nó rất nhiều do hàng bây giờ. Đấy, anh em không phải lo, mình bán được thì mình phải vận chuyển được đến cho anh em, ngoại trừ một số tỉnh như Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Cát Bình Dương, Chợ Mới An Giang và một số huyện như kiểu ở Sóc Trăng. Đấy, mình nói luôn là những chỗ đó là khi gửi đến hàng cho anh em là hay mất hàng, cho nên là shop mình cũng không gửi nhá. Đấy, ở những chỗ đó ví dụ anh em nào ok tin tưởng thì chuyển khoản thì mình gửi, còn không thì thôi, khỏi phải mua bán. Thì là ở đấy một số chuyển phát ở chỗ đấy gửi đến nó toàn bóc hàng nó lấy của mình thôi đấy, anh em phải hiểu vậy, chứ không phải là mình làm bí làm khó anh em đấy nhá. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, rõ ràng quan điểm rồi đúng không? Thì bây giờ vào chủ đề chính nhá, mình đã giới thiệu cho anh em, mình có tổng cộng là có 9 mẫu đấy. Mẫu này mẫu đen này, đây là mình hay gọi là lá tre đen nhé. Cây này dài chuẩn nhất là 103 cm nhé. Hàng bên mình là đã mài lưỡi sắc bén chắc chắn cho anh em nhé, không phải lo về cái chuyện đấy. Hàng phổ thông nhưng mà đi chiến cũng, nói chung đi chiến thì cũng được, cũng ok. Nhưng mà thường thường những cái sản phẩm như này tốt nhất anh em là để trưng bày. Anh em đừng nghĩ là nó vỡ đảo, anh em nhìn này, nó dày đến như này mà không đi chiến được, nhưng mà thực ra là nó lại chốt bằng cái con vít ở dưới này, cho nên là đôi khi là anh em dùng ấy, nó chém vào đâu hay lỏng con ốc ở dưới này đấy. Đưa hộ cái cây kia này, cái cây mất cái đít đấy. Anh em đợi tí nhá, để mình cho anh em xem cho anh em phân biệt đấy. Đấy, đây là hàng phổ thông, nó như này đây. Đấy, nó bắt con vít ở dưới đít này. Đấy, đấy. Nhưng mà thực ra nói thật mê, nó rất là chắc, đừng có đùa. Nhưng mà đôi khi ví dụ anh em va chạm mạnh ấy, thì là cái con ốc này nó lỏng ra ấy,
thì mình lại phải lấy, anh em phải lấy cái tua vít, anh em cạy đít ra, anh em hiểu không? Cạy cái đít ra, cây nào cũng thế. Đấy, rồi anh em lấy cái tua vít anh em vặn lại, đấy, mổ lết anh em vặn lại, cao lên mổ lết anh em vặn lại nhá. Đấy, đấy hàng phổ thông nó là như thế. Còn những cái hàng trung cấp ấy, thì nó lại khác hơn một chút. Những cái hàng trung cấp thì nó lại là chốt tre. Đấy, đấy thì những cái loại đấy thì nó chắc chắn lắm anh em ạ. Thì giá này nó đã. Những cái hàng trung cấp thì thường thường nó sẽ có một cái chốt ở đây, nó phun tang đây, nó chốt hai cái chốt trẻ đây thì gần như là chắc chắn không bao giờ ra được. Anh em hiểu hiểu như vậy. Thì giá của nó là bao nhiêu? Thường thường như trên mạng là anh em họ bán khoảng 2 triệu, 2 đến 2 triệu rưỡi một cây trung cấp, đúng không anh em? Một em trung cấp là khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Còn như mình thì có tùy thời điểm mình bán khoảng 1,8 triệu hoặc đến 2 triệu là chuyển khoản. Còn hàng đến thanh toán mình bán 2 triệu rưỡi một cây. Đấy, thì nó đã đắt gần như là gấp đôi rồi. Thì anh em phải hiểu nó chắc chắn hơn là đương nhiên. Còn vì những cái này nó là trưng bày, trưng bày giá cả bộ này thì anh em phải hiểu có 2,8 triệu một bộ thôi. Đấy, thì nào anh em làm sao đòi hỏi được cái chất lượng nó thể nào nó tốt hơn được nữa, đúng không? Tiền nào của đấy mà. Đấy, cây vàng đen rất đẹp. Phần đa là những hàng trung phổ thông này là anh em mua về là hay mua cả bộ để trưng bày. Những cái này là những cái cây này ấy, là những cái cây là bộ ba đấy anh em ạ. Bộ ba cây ấy. Đấy, mình tách ra đấy. Nó vẫn có cây 60 và cây 80 và cây này là cây 1 mét. Đấy, cây này cây ra báo cực kỳ đẹp anh em. Đợt này cái chắn lưỡi của báo ra báo bên mình ấy là mình chắn là chắn hoa mai anh em nhé. Đấy, đó là 1 mét luôn. Đó, còn không thì anh em cứ đọc số cho mình nhá, đọc số cho mình là mình biết. Đây lại cây rồng đỏ đấy. Cây này nói thật với anh em là bên mình là bán cực kỳ chạy, đẹp vô đẹp, chắn con rồng này, xong rồi đây nó lại kiểu là hình con rồng con hổ thái cực, rất là đẹp đó. Giá bên mình bán thì nói thật với anh em này, trên thị trường thì họ bán khoảng 1,5 triệu, 1,7 triệu một cây 1 mét, còn với bên mình chỉ bán là 1,3 triệu, cây nào mình cũng bán như cây nào đấy, không đâu rẻ hơn được nữa. Đó là shop của mình, nó là shop lớn, shop bán sỉ thì đương nhiên là mình bán cũng vừa vừa cho anh em chơi thôi đấy. Đấy, cũng không có bán đắt cho anh em làm gì, cho nên anh em nào ok được thì ủng hộ thôi. Đấy, thì shop mình ở ngoài Bắc anh em ạ, shop mình ở ngoài Bắc đấy, đấy thì mình nói qua luôn nhá, shop mình là ở ngoài Bắc đấy, thì nào gửi vào cho anh em thì thường thường nó sẽ dao động khoảng 7-10 ngày anh em mới nhận được đấy, thì khổ thế cơ, lại hơi mất thời gian hơi lâu đấy, cho nên anh em nào tin tưởng và ok được đợi thì anh em mua. Còn anh em không đợi được thì anh em xem cũng shop nào nó loanh quanh trong Lam gần anh em ấy, thì anh em mua nhá. Đấy, thì mình cũng nói rõ ràng và thẳng thắn cho anh em rồi. Đấy, chứ không phải mập mờ. Còn đây là cây đỏ đen, hoa mai đỏ đen. Đấy, đấy. Hoa mai là cái chắn lưỡi hoa mai này anh em. Đỏ này, đen này, rất là đẹp. Đấy. Mình trên có những video mình test giấy chặt cây gỗ ghiếc đấy. Đấy, anh em lục lại ở dưới anh em xem. Còn những cây trung cấp thì anh em phải hiểu là nó còn chặt được cả sắt nữa cơ. Mình chặt sắt thì nói không đúng, nhưng mà chặt cái lon sữa của trẻ con ấy. Đấy. Còn những cái này anh em thì nói chung là chỉ trưng bày thôi, là hết ý, hiểu nhá. Ví dụ có tí chuyện này đem ra vạng nhau thì ok luôn. Chứ còn anh em mà dùng những cái này anh em đi mẹ đốn cây cổ thụ mi, gọi anh em đòi chặt những cây sắt phi 6 với phi 8 thì kiếm nhật thật cũng không chém được. Chứ đừng có nói cái giá hơn 1 triệu, đúng không anh em? Anh em phải hiểu tiền nào nó là của đấy. Đấy, ví dụ cây này là cây hoa đỏ, lá tre đỏ. Đấy, đôi khi anh em mua trưng bày thì anh em mua theo mệnh, mệnh ví dụ mệnh của anh em là mệnh, ví dụ như là mệnh hỏa thì là chủ yếu là màu xanh màu đen đấy, đấy màu đỏ cũng được. Đấy, ví dụ còn các mệnh khác thì anh em tự tìm hiểu, đúng không anh em? Đấy, tự tìm hiểu. Thực ra là trưng bày nó cái này trưng bày thì anh em lên mua theo màu theo mệnh đấy thì nó cũng được. Đấy, tùy anh em thôi. Đấy. Còn cây là cây hoa mai trắng. Đấy. Hoa mai trắng cả bộ rất là đẹp đấy anh em. Anh em mà mua cả bộ mà trưng thì có nó có một cái kệ, nó có một cái kệ ba để anh em trưng cũng rất là đẹp đấy anh em, chứ không phải là xấu đâu. Đấy. Đấy, cây này thì cây trắng thẳng thôi thì mình cũng không giới thiệu nữa.
Đấy, còn cây này là cây gỗ, gỗ thẳng. Đấy. Kệ bóng phết đấy, anh ạ. Đấy, nhiều anh em xem cứ bảo là không biết có sắc hay không, không nọ kia. Thì mình sẽ lấy ra miếng giấy mình test cho anh em nhé. Đấy. À, sắc hay không thì nó cứ cắt được là sắc đúng không anh em? Đây. Ok chưa anh em? Cứ cắt được là sắc thôi. Còn nói chung là sắc hơn nữa thì nó phải tùy vào như này. Nó vào cái chất thép, cái chất thép như thằng T10 ấy thì nó làm cực kỳ sắc. Vì cái thép đấy nó mài được sắc mịn đấy. Còn những cái loại như này thì nó chỉ trung bình thôi, độ sắc nó chỉ khoảng so với T10 nó được khoảng 60-70% cái độ sắc của cây kiếm T10. Đấy, còn cây kiếm hàng phổ thông này thì nó không thể đạt được như vậy. Đấy. Đấy anh em phải hiểu vậy. Nhưng cái độ dày của nó cũng khá dày, sống nó khá dày, cho nên là không thể lách được, cắt được những cái vật như cái tờ giấy mỏng đấy, nó chỉ cắt được bìa bùng thôi. Đấy. Đấy. Cũng sắc đấy anh em ạ, chứ không phải đến nỗi là quá cùn đâu. So với hàng kia nó phải độ sắc của nó đạt 60-70%. Thì anh em hiểu là đã mài lưỡi rồi đúng không anh em? Đấy. Cây này bên mình bán quá chạy luôn. Nói chung là tùy anh em thôi. Em thích mẫu nào thì anh em cứ lấy mẫu đó. Đấy. Đấy, hoặc là anh em đọc số đấy. Từ 1 đến 9. Đấy, 1 đến 9. Đây. Và đây là cái Zalo của mình này. Facebook của mình thì sẽ để dưới phần mô tả này. Tên kênh của mình này, Đào Kiếm Phong Thủy này. Tên của mình là Hùng Lâm này. Thì anh em mua hàng thì anh em cứ cần check uy tín thì cần gọi video thì cứ kết bạn. Mình sẽ gọi trực tiếp video cho anh em xem kho hàng ấy. Chẳng lẽ cái kho hàng của mình nó như này đúng không? Mà lại mình lại đi lừa anh em lấy cái thẻ hoặc là gửi không đúng lắm mà. Quá là vớ vẩn. Đấy, đúng không? Đấy, ok chưa anh em? Nhá. Thì anh em xem thì nhớ đăng ký kênh, like cho mình nhá. Ok, cảm ơn anh em. Chúc anh em mạnh khỏe.